Hi yo. Chào mừng các bạn của tôi, chào mừng các viewer của tôi đã đến với phần 3 về hướng dẫn Steam và Game Don't Starve Together. Đã một năm rồi phải không nhỉ? Tôi rất nhớ các bạn và bạn có nhớ tôi không? nhiều lý do tôi cũng không có ra video hơn một năm nay rồi. Hơn một năm chưa ra video nào. Thôi thì cũng ráng thôi nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào phần hướng dẫn ngay và luôn, không mất nhiều thời gian các bạn. Chúng ta sẽ vô một hiển thị của Steam nha. Mà tất kia mà app Steam mà có chức năng giờ mà trình phát nhạc này. Đó, ở đây là có thể thêm nhạc, trong cách dán có thể phát nhạc này đó. Rồi thêm album này. Danh sách phát rồi. Không cần thấy video nào. Ý cả tụi bạn. Phần này thì chắc là tôi sẽ tự hiểu sao. Vì tí do thời lượng video có hạn nha. Tiếp theo là chế độ nhỏ đó. Tiếp theo là chế độ lớn này. Tiếp theo là chế độ Big Picture. Thì chúng ta sẽ chuyển sang giao diện của một máy chơi game console thực thụ. Thì bạn có thể mua sắm cho mình cái điện tử 4 nút, cái controller ấy, cái máy tay cầm, bạn có sắm là tay cầm được game. Đó, lúc này thì bạn cắm vô cái USB của PC nha. Rồi có nhiều cách, vô phần menu, đó, bạn có thể tự thiết lập ở đây. Hầu hết là đi tiếng Việt, thì cũng có hướng dẫn phần trước rồi, bạn có thể thiết lập tiếng Việt bằng cách vô phần thiết lập đây. Internet, hệ thống như đấy. Vì đây là chế độ Big Fire, nên cũng thích lắm. Nguồn điện này, hai chế độ Big Fire. Đó, bạn hiển thị, phải thiết lập. Rồi tìm vô phần giao diện, đây cái tiếng Việt nha. Mà chỉnh xuống nha, rồi. Tiếp theo chúng ta nhớ về phần chi tiết tài khoản. Ở đây có nạp tiền và ví Steam, thì các bạn làm bằng cách thức này bạn có thể. Nói chung là cái cách thì cũng khá là nhằn. Lúc trước thì nó có hỗ trợ nạp bằng thẻ cào, nhưng mà là không còn rồi. Chính vì thế bây giờ tôi cũng nghĩ là cách mua game trực tiếp và đóng tiền thế luôn thì nó là tiền hơn. Nạp bằng Steam Wallet. Đây có thể gọi bằng cách tôi nạp bằng Steam Wallet. Nạp tiền và ví Steam các bạn. Dùng mã hoặc của ví Steam. Bạn có thể đi mà thật ra Steam có bán thẻ hãy nạp Steam Wallet. Steam Wallet tức là cái mã nạp tiền này vào tài Steam để bạn mua game và một số sản phẩm trên Steam. Hôm nay tôi không thể giải thích rõ nha, xin bỏ qua. Rồi chúng ta sẽ đến phần hướng dẫn Game Don't Starve Together. Vì lý do thời lượng video có hạn nên các bạn thông cảm nhé. Đây là tôi khi chưa xem video. Đây là tôi sau khi xem video. Ok, vừa rồi là vừa xem xong đoạn mở đầu, tức là cái đoạn ví dụ
hãy xem sự ví dụ của sự khác biệt. Tiếp theo thì bạn mở trên Google và truy cập cái từ khóa này, Dubstep Together, sau đó cập vô fandom.com. Tại đây bạn nhớ mình tải cái clip này. Đó, sau đó bạn nhớ phần bản thái số thì chúng ta sẽ được cái clip này. Đây, đây là tôi chạy server. Rồi tiếp theo tôi sẽ mở Dubstep Together. Nhớ vào một tạo game. Đây tôi nhớ vào tạo thế giới mới. Survival. Hoặc bạn tại đó cho vào một rừng. Rồi vào thế giới cài đặt sẵn, nhấn F1. Update Reset. Sau đó bạn chú ý cho mình nha. Mình sẽ kéo xuống và bạn chỉnh theo. Hoặc Global là phần sự kiện, quản lý các sự kiện thế giới, cũng nói chung giống với Events. Survival liên quan cái khả năng sống sót của bạn. Work là sự kiện xảy ra ở trong thế giới của bạn. Khi thời gian điểm chỉ thì sự kiện sẽ xảy ra. Hoặc là mưa, sấm sét, thiên tập rơi. Thiên tập rơi sẽ giúp chúng ta tạo khoáng sản cho mặt đất, tức là những tảng đá, những tảng đá vàng. Thì tăng mức to là gấp 3 lần. Thì default là gấp 1 lần, more là gấp 2 lần. Thì bạn tăng lên và tăng giảm. Lưu ý tăng nhiều quá cũng có thể gây lắc cho server. Resort Redo là khả năng tăng trưởng của thực vật. Ultron Proton Resort là tốc là những sinh vật sinh ra từ thế giới vô tận, từ các cổng Proton Activity. Hầu hết những chú heo thường có ác cảm với những sinh vật ở thế giới vô tận Proton Activity. Predator là những sinh vật trung lập, chúng chỉ tấn công, có một số con không có khả năng tấn công mình, tức là không có khả năng phản công. Nếu chúng ta gây hấn chung với chúng thì đôi khi có con sẽ phản công lại. Hostage chính là enemy, thuộc nhóm những sinh vật gây thù địch. Grunt chính là boss, cũng là thuộc nhóm enemy nhưng mạnh hơn và to hơn và nhiều máu hơn. Tái sinh tài nguyên. Restore là quản lý số lượng thực vật và bao giờ có nhóm tài nguyên. Predator là spawner, tốc độ trở lại của một đối tượng đó, tốc độ trở lại của một sinh vật là tốc độ hồi sinh. Hostage Predator là tốc độ hồi sinh của kẻ địch. Hang động cho thấy giá cạc sẵn S2. Sau đó bạn chỉnh theo các ý hại của mình. Với mức động đất gấp 3 lần, hoặc nếu bạn muốn giải thở hơn, bạn chỉnh mức động đất là gấp 2 lần thì sẽ giúp farm khoáng sản một cách vô tận mà không cần phải đi đập những tảng đá trên mặt đất. Và hầu hết là đứng một chỗ của đôi khi cũng có nghe gọi là không làm mà vẫn có ăn đấy bạn. Đây là cách hạn hại nhất và cách có thể gọi là tốt nhất mà không cần phải sử dụng bất kỳ mon tool chip nào. Vậy phần này thì chắc tôi cũng đã nói phần này một lần nó có ý hại như vậy. Bạn chỉnh theo nhé, bạn chỉnh theo ý hại cho mình nhé. Rồi tiếp theo một mon. Bây giờ bạn tìm cho mình mon tên là Isa. Rồi bạn bật cho mình. Tiếp theo bài tôi tìm cho mình mon là Isa Slot. Tiếp theo bài tìm cho mình Blutter and Tool Shaft. Rồi bật nó lên. Tiếp theo bài tìm cho mình mon là Kansai. Sau đó bật về một bộ lọc mon. Hộp số mon sẽ có nút điều chỉnh mon. Nhớ về nút điều chỉnh mon. Map size hiện tại đang để mức lớn là 4.0, tức là gấp độ rộng map gấp 4 lần, tác dụng để mà tăng số lượng tài nguyên lên. Nhưng mà bù lại khoảng quãng đường bạn phải đi rất là xa và đi rất là nhiều, đi rất là lâu. Nhưng mà với sơn nhưng mà sẽ tăng số lượng tài nguyên lên, giúp bạn thao hồ mà farm. Với lại mỗi mon này có nút có số nơi, mỗi mon này có nút điều chỉnh mon. Dạ, giờ vào đó bạn điều chỉnh mon. Ngoài ra nếu mà điều chỉnh cái kích thước map gấp 4 lần như vậy có thể ăn nhiều được, có thể sẽ tiêu tốn tài nguyên của máy và sẽ khiến cho hot bạn phải có thể nặng hơn một chút. Có nghĩa là sẽ tùy vào cấu hình máy của bạn và phải chỉnh sao kích thước map sao cho vừa ý nhé. Đây tôi có 4.0, 3.6, 3.2, 3.0 đó, nhưng mà tôi sẽ để 4.0 vì bây giờ đang chơi ở mức basic, tức là đang chơi không có DLC, cho nên là bạn cứ việc để 4.0 để mà có kích thước map lớn và thao hồ mà có mặt bằng để xây dựng, tạo ra các khu riêng biệt rồi mega pay. Tiếp theo bài tìm cho mình tên là Mom Spark Mesai, tác dụng để hiển thị những item chứa trong đường. Tất nhiên trí nhớ bạn có thể là không được tốt, cho nên là nếu bạn dùng con này thì cũng tốt mà, đúng không? Để tôi bật nó. Tiếp theo bài tìm cho mình Mom là Auto Stack and Pick Up, tác dụng để gộp những item mà bạn đã khai thác, ví dụ bạn khai thác một tảng đá sẽ rơi ra 3 viên đá, nhưng mà nó sẽ gộp thành một. Nếu mà mật độ hiển thị trên mặt đất quá cao, hoặc những thứ rơi trên mặt đất quá cao, hoặc những cái cây hiển thị những cái cây mọc trên mặt đất quá nhiều thể gây lắc do mất FPS, các đồng hành của bạn có thể không chịu được. Mom này giúp giảm lắc. Rồi đây là 6 mon không khó gian nha, bạn sử dụng 6 mon này. Nếu bạn sử dụng mon khác thì mình cũng không khuyến khích, nhưng mà bạn thích thì bạn cứ sử dụng. Nhưng mà trước khi bạn sử dụng mon đó thì bạn cần vào workshop của cái Dubstep kia đó. Tại đây thì bạn có tìm bất kỳ tên mon nào nếu mà bạn tìm thấy. Bạn hãy đọc mô tả mon nha, bạn sử dụng Google dịch. Sử dụng Google dịch để bạn dịch cái phần mô tả mon, bất kỳ mon nào thì có mô tả mon. Bạn dịch ra bạn sẽ biết cái mon đó có tác dụng gì và sử dụng. Đó, những mon là 6 mon đó thì bạn cứ để chỗ workshop để tôi tìm con Isai nè. Nó Isai mà số mình Isai Tommy. Từ đó giữa từ khóa mà mình đã sắp 6 mon này bạn sẽ tìm thấy. Ngoài ra thì bạn ở một cá nhân thì bạn mình cũng để tích mặt sẵn hết, nó sẵn rồi. Bạn chỉ việc dựa vào bạn tìm thấy tên thôi. Bạn chỉ cần gõ tên từ khóa đầu của những tên mon này thôi sẽ ra thôi nhé. Rồi tiếp theo là sẽ có một mon khác nữa. Mình vì lý do bản quyền nhạc nên không có bật nhé. Mon này sẽ giúp đổi thay đổi giao diện và cho thêm nhạc nền. Mình không khuyến khích bạn sử dụng những mon nhạc nền của trên workshop thì vì nó sẽ hay gây crash game và hay xung đột với các mon khác. Ở đây thì bạn tìm cho mình cứ gọi từ khóa là Wallpaper thôi. Đây tôi gọi sẵn các bạn luôn. Wall
quán bắp bơ. Rồi, quán bắp bơ. Đây, món này quán bắp bơ shop này, chính là nó. Đó, bạn xếp cho mình cái món này. Sau đó ở cái món này thì bạn sẽ thấy trong bức tài chỉnh món. Ở đây có 3 giao diện, bạn cứ chỉnh về giao diện số 1. Nếu bạn thấy xong giao diện số 1 thì ok, thì bạn chỉnh, không ok thì bạn cứ sang giao diện số 2. Thì nó sẽ nằm tính hơn. Và giao diện số 3 thì nó có giao diện đu dương và em đềm. Gọi là chill. Đó, thay đổi bạn áp dụng. Vì đó, bạn, vì nó có bản quyền nhạc cho nên là các bạn nhé. Bạn tự bật lên bạn trải nghiệm. Rồi, tổng đài cuối cùng bạn kiểm tra các chế độ mạng, nhóm Steam thì chỉ hiển thị server cho nhóm Steam. Và chỉ nở mạng thì những người sẽ kết nối qua Hamachi hoặc những cái VPN hay là những cái đơn vị hỗ trợ chắc đó là mình nở mạng qua mạng LAN á. Chỉ nở mạng có thể là kết nối qua mạng LAN nha. Chỉ bạn bè, những người chỉ những bạn bè có tham gia server của bạn. Công khai sẽ công khai lên danh sách hệ thống hiển thị server trên client. Ở đó bất kỳ ai có thể vô được server của bạn nha. Thường thì tôi khuyến khích các bạn là nếu mà tôi ở quốc gia Việt Nam mình sẽ để từ khóa là VPN. Rồi đặt lên mon gọi là TP. Đó là cái tên gì, còn đây là phần tin nhắn. Bạn sẽ để tin nhắn cho những người chưa vào và muốn cảnh báo cho những thành phần xấu nào đó, hay là đốt nhà, hay là phá nhà, hay là đập nhà gì đó. Và cái việc ghi vào. Đó là phần password. Bạn mong bạn để password. Lưu trữ trên máy và lưu trữ trên stream cloud. Thì nếu mà lưu trên stream cloud thì bạn chơi ở bất kỳ đâu cũng được. Chỉ cần có lưu file thì cái file này được tải lên file hot này sẽ được tải lên stream cloud nhé. Ở đây là tôi chơi trên máy các bạn thì cứ việc lưu file trên máy. Rồi phần cài đặt thế giới bạn kiểm tra một cách chắc chắn 100% còn thiếu sót gì không, đấm nhau chế độ PvP là giữa những người chơi thì có thể giết nhau nha. Người chơi là 6 này, rồi kiểm tra là đầy đủ nhé. Rồi mon đầy đủ này, đó bạn bật bộ lọc mon này, hay PC chắc easy đó, bạn kiểm tra đầy đủ nha. Sau đó nha, phần tạo thế giới, quá trình tạo thế giới tức là quá trình render đó bạn, thì chúng ta sẽ mở phần tab manager. Rồi bạn để ý cho mình cái dung lượng RAM là bao nhiêu nhé. Sau khi load hoàn chỉnh thì sẽ là bao nhiêu RAM. Nếu bạn thấy cái lưu lượng của nó là vẫn đang dao động thì chứng tỏ game đang chạy bình thường, không có bị treo. Nếu mà trong đó là khoảng 5 phút mà không thấy cái memory nó không có dao động, không có tăng giảm cái dung lượng thì thay đổi game đã bị đứng, bạn có thể restart lại. Sau tôi sẽ nói sơ về các nhân vật trong góc của đông start together. Nhân vật Wilson là nhân vật sẽ cho vào bộ râu giữ ấm vào mùa đông. Mùa đông sẽ là 0 độ C, có thể cao hoặc có thể xuống âm 10 độ C hoặc âm 20 độ C. Điều này khiến bạn mất máu. Cái trò game này là 0 độ C sẽ mất máu và 70 độ C chắc là sẽ mất máu, nóng và lạnh. Rất là thực tế thôi các bạn. Bộ râu của sẽ giữ ấm vào 60% giúp cục đá nhiệt. Hiện tại game cũng có cái tính năng cục đá nhiệt giúp bạn giữ nhiệt lạnh và nóng dựa vào cái nguồn nhiệt mà bạn sử dụng để gia nhiệt cho cái cục đá nhiệt đó. Bạn nên bỏ cục đá nhiệt vào gần cái nguồn nhiệt để mà cho hiệu suất gia nhiệt một cách tối đa và tốt nhất nhé. Ngoài ra Vision còn cho một bộ râu cạo. Khi mà ở mức độ đặc điểm tối đa thì sau khi cạo râu sẽ được 3 râu cạo. Tác dụng râu cạo sẽ là tạo thành bùn nhện thịt. Bùn nhện thịt giúp bạn hồi sinh. Khi mà chết thì sẽ có cái biểu tượng mặt của bùn nhện thịt. Thì bạn nhấn vào bùn nhện thịt thì bạn sẽ được dịch chuyển về cái bùn nhện thịt và hồi sinh. Tiếp theo là nhân vật Wilson. Đó là nhân vật kháng lửa và không bị dính sát thương bởi lửa, nhưng vẫn bị dính sát thương bởi quá nhiệt overheat trên 70 độ C. Ngoài ra khi lượng nạp pháp thì có thể gây đốt phá. Tức là cô bé này sẽ phóng hỏa bất kỳ thứ gì giúp cô bé cảm thấy vui. Cô này sẽ tăng não khi thấy những thứ bị cháy, thậm chí nhà mình bị cháy cô ấy vẫn thấy vui và tăng não. Và ra cho thêm cái bật lửa giống một cây đuốc, và nhưng mà với thời gian cháy lâu hơn sẽ phải đuốc không thường. Với lại kèm theo một con gấu Tiber giúp chuyên trị những con ma. Khi bạn dưới 40 điểm não thì xuất hiện ra những con ma để tất nhiên là bạn không phải đánh lại đám đông lũ ma rồi. Cái chết vẫn đến với bạn thôi. Nhưng với con gấu này thì có tới 1500 máu phải đánh lại cái đám đông quái vật, đám đông lũ ma. Tiếp theo nhân vật tên là Warpan, đây là nhân vật chuyên về đánh nhau và có sức mạnh phi thường, gọi là đại lực sĩ. Nếu mà không cho Warpan tập game thì cái chỉ số sẽ thấy cho Warpan nó teo tóp lại trong một tình hình tên yếu đuối. Và đây là một tên có thể mang bất kỳ vật nặng một cách dễ dàng và di chuyển bình thường. Đối với những số nhân vật khác thì nếu mà mang vật nặng thì sẽ thấy nó di chuyển rất là chậm vì tốc độ di chuyển sẽ trừ tới 80%, nhưng với Warpan là không có chuyện đó. Và nhân vật này khá là sợ ma. Tuy chỉ số bạn thấy chỉ số cao hơn bất kỳ nhân vật nào khác nhưng mà nó cũng có nhược điểm của nó. Nếu mà bạn giữ đồng nào của Warpan trên ta 180 điểm trở lên thì chắc chắn lượng sát thương vẫn sẽ được duy trì tới khi Warpan có lượng sát thương tay khá là mạnh. Nhân vật tiếp theo đó là nhân vật Wendy, là nhân vật dành cho Debbie và cũng là nhân vật được yêu thích nhất và là một con người đau khổ. Tương truyền rằng Wendy có một người chị gái tên là Abigail, vì lý do nào đó người chị đã chết và người chị đã bám theo người em để bảo vệ một cách cao cả một mối hệ vượt qua cả cái chết. Bạn hãy xem phần trailer về Wendy ở trên YouTube nhé. Ngoài ra thì khi Abby được cấp cho một cái bông hoa tên là bông hoa Abigail thì bạn có thể triệu hồi một hồn ma của chị ra. Thì hồn ma của chị có 3 cấp, cấp 1 là 150 máu và cấp 2 là 300 máu và cấp cuối là 600 máu. Abigail mạnh nhất vào ban đêm với lượng sát thương là 40 với tầm sát thương là tất cả đơn vị xung quanh, tức là sát thương diện rộng. Ban ngày là 15 sát thương và sức chịu là 25 sát thương. Nhân vật QX78 có thể gọi là một nhân vật tăng cơ. Tuy bạn thấy chỉ số hiện tại nhưng mà đây là QX78 ở giai đoạn đầu chưa được nâng cấp bởi các nguyên liệu. Vì thế bạn cần kiếm nguyên liệu cho QX78 để nâng cấp lên. Ngoài ra QX78 có những cái lỗi công nghệ, bạn phải lắp cho nó những cái lỗi công nghệ, nhưng việc chế tạo lỗi công nghệ sẽ tốn một số tài nguyên. Vì vậy bạn cũng sẽ tìm tài nguyên cho QX78. QX78 sẽ được buff khi được dính sát thương điện và không bị trừ máu. Có thể không bị trừ máu nhưng sẽ bị chập mạch và bị dính sát thương nước và bị mất máu bởi nước.
cho nên là bạn chú ý cái chỉ số quạt thập phương, tức là chỉ số giọt nước, càng ướt nhiều thì quý ít bài tám càng khốn nạn hơn, tức là ướt nhiều và sẽ bị lạnh, ướt quá nhiều sẽ bị lạnh và sẽ bị tụt não. Nhân vật Wicked Bottom là một phù thủy, cô ấy biết nhiều thứ, có thể tự sức bản sách, bị mất ngủ, tức là nhân vật này không thể ngủ và có một dài mỏng manh. Với lời thông tin cung cấp như vậy thì chắc bạn cũng hiểu rồi. Ngoài ra Wicked Bottom cũng có thể biết nhiều thứ, có nghĩa là có thể tự sửa chữa hoặc là gọi là phục chế một số thứ. Mỗi cuốn sách mà cô ấy chế ra có một hiệu ứng riêng, có thể gọi là phù thủy. Tiếp theo nhân vật tên là Woodle, là một thợ đóng gỗ bị nguyền rủa bởi 3-4 lần liền. Thứ nhất cây rìu của hắn tên là cây rìu đỏ, với thời gian sử dụng là vĩnh cửu và không thể bị thay thế bất kỳ rìu chặt cửa nào khác dù bạn có sử dụng rìu đá. Và đem trăng tròn thể biến thành ngẫu nhiên 3 các vị thần thú khác nhau và cho hiệu ứng khác nhau. Mặt Mahu sẽ cho khả năng tông vỡ các công trình làm cây, ma ngọn sẽ cho tốc độ chạy và không thể đánh nhau. Mà cuối cùng là Ma Hải Ly có khả năng gây sát thương là 40 và chặt gỗ rất là nhanh, thậm chí có thể cắn cả lưỡi gốc cây. Ngoài ra có một cái đồng hồ điểm biến hình, nếu bạn đứng yên thì đồng hồ điểm biến hình sẽ tục không phanh, từ lúc đó Vũ Đồ sẽ biến về hình dạng bình thường. Khi biến về hình dạng bình thường thì Vũ Đồ sẽ bị chết đói và sẽ bị mất máu, tất nhiên đó sẽ bị mất máu, có thể tết có phải không bạn. Nhân vật Quét là một nhân vật hay gọi là bị tự kỷ và không thể nói chuyện, và anh ấy có thể chế vô hạn bóng bay đều có một mỗi bóng bay đều có hiệu ứng riêng, giáp bóng bay hấp thụ sát thương và nhiều thứ hay ho khác. Khi từ việc chế bóng bay, ngoài ra cũng có bóng bay gây sát thương, cho nên là nhân vật gọi là Troller. Tuy không phải là chiến binh thực chiến với chỉ số khá là khiêm tốn, nhưng mà Quét là một nhân vật có cái gì đó có sức khớp biệt. Bây giờ bạn hết thằng ấy và chơi anh ấy. Đây là một cái nhân vật cũng hay bị ban do sử dụng bóng bóng để cho đồng đội. Maxwell là một nhân vật có cốt truyện riêng, bạn thấy tự tìm hiểu trên YouTube. Từng là vua của bóng tối và có khả năng tạo ra những phân thân ảnh bằng cách, nhưng mà sẽ tiêu tốn nguyên nhiên liệu bóng tối. Tất nhiên nhiên liệu bóng tối sẽ rơi ra từ lũ ma bóng tối. Ma này thường xuất hiện khi bạn còn dưới 40 điểm não hoặc những con có hình bóng màu đen, có giống hình giống hình, có cái đầu đang nằm, thậm chí những con nhìn rất giống những con bọ hoặc nhiều hình dạng khác nhau. Những đó được gọi là sinh vật bóng tối. Sau khi chúng ta sẽ để lại nhiên liệu bóng tối để mà nạp nhiên liệu cho cuốn sách bóng tối. Mỗi cuốn sách bóng tối này có khả năng tạo ra các phân thân, một phân thân nhặt củi, một phân thân nhổ rễ cây và một phân thân để khai thác khoáng sản. Hoặc là ba có thể tạo thêm ba phân thân phục vụ cho việc đánh nhau. Ba phân thân này sẽ cầm ba cây đao để là run hit and run cho đối tượng mà bắt quay tầm tấn công. Tất nhiên cái giáp phải trả mỗi khi triệu hồi ra mỗi bằng phân thân bóng tối sẽ là não, bắt đầu sử dụng mất não khi triệu hồi phân thân bóng tối. Đây nhân vật mắc quay đi với số lượng máu khá ít, nhưng mà đây nhân vật khá là gì, đây là nhân vật đa dụng. Tiếp theo nhân vật tên là Wirik, đây là nhân vật chiến binh, tuy có lượng sát thương không bằng Waffan nhưng cô ấy có khả năng chế tạo ra những bản nhạc để mà bút cho tất cả các đội cho hiệu ứng khác nhau, mỗi bản nhạc đều có hiệu ứng khác nhau và được cấp cho cái giá 40 sát thương và một cái mũ giáp hấp thụ 80% sát thương. Và đây là vật nhân vật chỉ ăn thịt nên là bạn phải thật sự cân nhắc trước khi vào Wirik, vì đây là nhân vật không thể ăn chay nhưng mà có thể ăn một số món ăn ngọt. Khi Wirik đánh nhau càng nhiều, đánh nhau càng lâu thì có ai sẽ được hồi máu càng nhiều, tôi đoán là vậy. Ngoài ra cái đồng hồ bản nhạc sẽ được tăng lên khi đặt muốn có đa khả thì khi đặt muốn có đa khả chế ra một bản nhạc để mà tạo ra các hiệu ứng khác nhau. Mỗi bản nhạc đều có một tác dụng khác nhau. Bản nhạc sẽ có tác dụng cho toàn bộ phim, tất cả những người chơi gần đó sẽ được nhận được hiệu ứng của bản nhạc. Webber là nhân vật sử dụng nhạn, tất cả có khả năng biến nhạn thành đồng minh và tấn công bất kỳ kẻ nào mà Webber tấn công. Mỗi nhân vật đều có bản chế tác riêng, khi bạn nhấn vào C để mở bản chế tác thì sẽ thấy gương mặt của mỗi nhân vật. Bạn nhấn vào đó bạn để xem có công thức chế tác riêng của nhân vật đó không. Và Webber có lượng công thức chế tác khá là nhiều, có thể biến một con nhện đen bình thường với 100 máu thành một con nhện trắng với 400 máu. Có nghĩa có khả năng biến thành những con nhện khác. Ngoài ra có thể chế tạo những cái viên hồi phục để hồi phục cho cả toàn bộ team của nhện. Đây là nhân vật sống với nhện, nhưng với số lượng nhện khá là nhiều có thể gây lắc server. Đây là cùng một phần trong những nhân vật bị ban vì do số lượng nhện quá nhiều gây lắc server. Willona chính là chị của Charlie, mà Charlie hiện tại đã là vua của thế giới Don't Starve Together, trước kia là Maxwell. Vì là chị của Charlie, mà Charlie cũng từng là trợ lý của Maxwell, cho nên là cô cũng có thể giống như Maxwell. Đây là hai nhân vật có thể miễn trừ một đòn đánh của Charlie, một phát đánh của Charlie sẽ 100 máu. Ngoài ra Willona có khả năng chế ra máy phát điện để cung cấp điện cho các máy ném đá. Khi Willona chỉ thị vào đối tượng nào đó thì máy ném đá sẽ tấn công và gây sát thương bằng cách ném đá. Máy phát điện sẽ được cung cấp năng lượng bằng cách lắp các viên ngọc kim cương. Nếu mà Willona bị đói thì khả năng chế tác sẽ bị chậm đi. Nếu mà Willona mang no bụng thì tốc độ chế tác sẽ khá là nhanh. Wally là một đầu bếp, anh ấy có một cái nồi di động. Tất nhiên sẽ có những công thức cha nấu ăn riêng của Wally, đặc biệt là canh cá hầm của Wally cộng tới 3 chỉ số. Đây là món ăn top 2, đứng top 3 là món ăn sốt Antus. Thì bạn chế bằng 3 lươn và 1 thịt quái, xì cho bò nồi sẽ ra sốt Antus cộng tới 3 chỉ số. Đây là một trong những món ăn phục vụ cho việc đánh nhau, rất là tốt. Wally khá kén chọn trong việc ăn uống, cho nên là chỉ những thức ăn nấu qua bằng nồi thì Wally có thể ăn. Wotot là nhân vật healer, hấp thụ sơ những linh hồn đã chết, tức là những sinh vật đã chết thì sẽ rơi ra những linh hồn đó. Từ đó Wotot sẽ thu thập và sử dụng chúng để healer cho đồng đội và chính bản thân của hắn làm một tiểu quỷ, cho nên có khả năng bị tấn công bởi các ma trung lập khác vì chúng gây rất ghét quỷ.
Bongo. Bongo là nhân vật thiên về thực vật và cũng thiên về cho phục vụ cho việc canh tác nông nghiệp. Nhưng mà nếu như một số cây bị giết trong tầm nhìn của Bongo, Bongo sẽ bị mất não, nên bạn thật sự phải thật sự cẩn thận. Bongo cũng nhanh no. Ngoài ra Bongo có khả năng trồng những cây hạt trên mặt đất mà không cần phải làm ruộng. Những cây thực vật được chăm sóc bởi Bongo có nhận được hiệu ứng đặc biệt và không còn gì để che khi Bongo để phục vụ cho việc trồng nhà trọt. Quốc là nhân vật ăn chay, là đồng minh của lũ người cá. Nhưng người cá và heo là kẻ thù của nhau, cho nên là bạn phải thật sự lưu ý. Khác với Quốc bờ, mỗi người cá có tới 525 máu và Quốc có khả năng xây ra những nhà người cá để triệu hồi ra những người cá. Và khi cho người cá ăn thì người cá đó sẽ trở thành đồng minh của Quốc. Heo và người cá có khả năng đội được mũ giáp, tức là mũ bầu dục, tăng 80% giáp cho mỗi con heo hoặc là con người cá. Heo ở đây thì đối với những nhân khác thì có khả năng đội được, nhưng với Quốc là kẻ địch của heo, bạn hiểu chứ? Water là một nhân vật hướng đạo sinh, có khả năng chế ra một cái liều di động. Liều di động sẽ giúp hồi máu và tăng não. Anh ấy có một cái cây súng cao su, bằng cho việc tấn công từ xa, và được kèm theo một con chó, tức là một cái rương di động, là một ba lô di động. Tuy nhiên, nhân vật này nếu bị dính sát thương và bị mất máu thì lập tức não của bạn sẽ tụt không còn cho đến khi bị giết bởi lũ ma. Wanda, bạn nhìn Wanda trong thật Chano như thấy cô ấy là cô gái trẻ, do dính phải lời nguyền thời gian nên cô ấy đã già đi. Wanda có khả năng chế tạo các đồng hồ khác nhau, trong đó có một đồng hồ cho phục vụ cho việc đánh nhau với lực sát thương rất là cao. Nhưng đồng hồ cần phải tiếp nhiên liệu bằng nhiên liệu ác mộng. Cô ấy không có máu, bằng cách cô ấy sử dụng đồng hồ khai xuân. Khi cô ấy còn trẻ và lúc về già đều có trạng thái khác nhau, lẫn sát thương khác nhau. Có thể một số thông tin tôi đã thiếu sót trong việc nói về Wanda, nhưng mà phải từ trải nghiệm. Bằng cách đó, bạn sẽ thấy sự thú vị của Wanda. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu chạy server lên hệ thống trực tuyến của Kalen. Bằng cách này, thì khi bạn out game thì mọi người vẫn chơi bình thường. Ngoài ra bạn có thể đọc được tin nhắn bằng qua cơ sở controller của tab và server. Rồi sau khi tôi nhắc cách nói bạn dùng tài khoản. Rồi ở đây bạn đăng nhập vào tài khoản cho Steam. Và nhưng mà ở đây tôi đã tạo tài khoản nên đã có tài khoản trên hệ thống của Clay. Còn không thì bạn nhập thông tin để mà đăng ký tài khoản. Ở đây tôi nhắn lại cho tài khoản. Rồi dùng số thông tin bảo mật nên tôi sẽ chơi đi phần này nhé. Rồi bạn nhắn một trò chơi. Máy chủ đang start chưa kìa. Rồi bạn nhập tên trộm tên cũng được. Thì sau khi tạo nhóm thêm mấy chỗ thì chúng ta sẽ được cái này. Vì lý do bảo mật nên tôi sẽ chơi đi phần key này. Chính là key truy cập để mà cho tôi sử dụng truy cập vô hệ thống server của Clay. Rồi tôi sẽ sao chép. Và bạn quay lại trở lại chơi giao diện thư viện Steam. Nhớ là phần công cụ. Rồi bạn kéo xuống. Và kiểm tra phần Don't Start Together GK Test Explorer được cài chưa. Nếu bạn có xem video của tôi lần trước thì bạn luôn luôn phải cài Don't Start Together GK Test Explorer cùng với ổ đĩa cài với Steam. Tức là Steam bạn cài ở đâu thì phải cài cùng ổ đĩa với thư mục Steam ở đó. Bạn nhấn nút cài đặt và chọn cái nơi thư mục luôn cùng với ổ đĩa chứ Steam. Tiếp theo bạn mở vào trong cái tool click up lên, đọc hướng dẫn chi tiết. No. Hiện tại phiên bản beta đang bị lỗi khi chạy server GK Test, cho nên trước khi các bạn chạy phiên bản chính thức, game có hai phiên bản beta và chính thức. Beta sẽ có cái hay của beta, chính thức sẽ có cái hay của chính thức. Nên chọn đúng phiên bản nhé, không sẽ bị lỗi. Ở đây tôi đang sử dụng phiên bản chính thức. Tất nhiên bạn mua chắc chắn sẽ cho bạn tải về phiên bản chính thức. Rồi Steam App thì tôi sẽ dẫn nó tới là tới từ một Rofi nè. Steam không có này nhé. À, thư mục Rofi x86 thì chúng ta sẽ kéo xuống cái thư mục Steam này, Steam này. Nằm vào trong, nó đang nằm trong xe chứ, đúng không? Tại Steam App chọn OK. Nếu mà chọn thì nó báo là không tìm thấy thư mục Don't Start Together GK thì chứng tỏ bạn chưa cài cái này. Rồi bây giờ chúng ta chọn cái file đầu tiên. Rồi, bạn sẽ thấy Blur chứ. Blur thì bạn phải chọn game. Xuyên công tác để tống đi. Rồi, bạn nhập thư mục tại game. Rồi, bạn nhập vào thế giới. Nó bạn thấy được dẫn xe data, nó ta là Blur 2. Thì bạn tap trở lại, thì chọn Blur 2. Đúng thư mục nha, chọn đúng. Rồi, token này dán, bạn dán cái token này. Test. Yes. Rồi, phiên bản 64 bit sẽ cho lượng RAM tốt nhất để mà chạy không bị lỗi chạy RAM off memory. Rồi số lượng mô này, bạn đọc cái phần thông tin tiếp nhé. Tôi sẽ vô cái mô đọc số lượng nhé. PVP off này. Rồi, nhập thứ hai để thay được mật khẩu. Đó, nhập mật khẩu vô. Sau khi đã thay được mật khẩu thì mấy bạn tắt mật khẩu đi, có lẽ là rồi, phải vô file game gốc ở trong game này để mà xóa mật khẩu đi. Rồi tiến hành cho chạy server một lần. Bất kỳ thay đổi nào ở tool thì sau khi thay đổi xong thì bạn muốn thay đổi lần nữa thì bạn phải vô cái file game gốc để mà thiết lập lại thay đổi cho chạy server để áp dụng lên. Chứ cái tool này nó chỉ thay đổi một chiều thôi. Rồi 4, thay đổi chế độ chơi. Đó, bạn thấy thay đổi đây. Nhưng một khi ta là thay đổi một kiểu nha. Rồi 5, quạt trị quốc. Đó 1, admin, quay lead. Đó rồi casual nè, quay lead, ok nè. Đó casual nè, admin nè. Đó sáng số 2 trong admin nè. Thì nhớ yêu cầu các KU. Đây, trong game này tôi phát lại. Đó, như một tài khoản nè. Đó, bạn copy cái cơ dùng clan này KU vô. Copy lên. Đó, sau bạn dán này lên, đó, ok, lúc này là người chơi đó sẽ trở thành admin. Lúc đó có quyền truy cập bản controller để mà nhập các lệnh chip.
rồi lúc này gọi là grip đó. Rồi từ từ dễ hiểu rồi, bây giờ biết rồi nha. Rồi chúng ta nhấn số 1 để chạy sơ quay đó. Ok, tức là chúng ta sẽ chờ thằng hiện báo là shift frozen. Rồi bạn lưu cho mình là 28 enter là VFT server cable sẽ báo là shift frozen là ok, nó sẽ bắt đầu sẵn sàng để mình giao vô. Nhưng mà trong lúc mình chưa có hiện trên báo hai cái giao lệnh này thì bạn cũng không được vô, nếu không sẽ bị crash ngay ngay. Với lại là 28 MT lock master MT lock cable sẽ giúp server tự động chạy lại 28 MT của server master MT cable. Cable là server riêng biệt ở dưới lòng đất, còn đây là server ở trên mặt đất. Cái bộ thật sự muốn đóng cái server này bạn phải sự đóng trước 28 clock window 28 command form của MT lock, rồi sau đó bạn mới đóng được 28 như cái cách test server. Cái này toàn server sẽ được đóng đi, nếu không thì nó sẽ tự động chạy lại. Bắt buộc phải 28 enter thì sẽ 28 server phải thật sự hiện thủ và kiểm tra lại nhé, nếu không sẽ thể đi cái lỗi cho server. Rồi mình khuyến khích tất cả các bạn nên là thường thì nên chạy 2-3 lần đi. Nó chạy cho server refresh server data là chạy là 2-3 lần để data dữ liệu sẽ được nhận đủ 100% với số lượng mon sẽ được nhận đủ 100%. Và đồng thời cũng giúp server ít chạy crash, ít crash game vì cho mon có khả năng bị crash game, tức là bị đáp ra khỏi game lỗi. Đó là mình sẽ khuyến khích lại clone bằng cách clone window 28 server. Rất là chức năng 28 empty lock sẽ động trở lại. Đó, bạn thấy chưa? Rồi chúng ta sẽ chờ shift function. Rồi bạn nhắn cho mình một tìm kiếm game. Một tìm kiếm game nha. Rồi nhắn kiểu bên nào. Đó. Đâu, server tôi đâu, server tôi đâu, server đây, server PT đây. Rồi nhớ vào server này, đó, đủ 6 mon nha. Đó, thấy sàn thế giới, đó, thấy sàn thế giới, hành động, rừng, cách thế giới. Ok, server mon, số lượng người chơi thì đúng chống, đó. Thường là sẽ có thời tin nhắn là chỉ click lên từ server mới hiện tin nhắn rồi nhé. Rồi nhấn nút tham gia, các bạn sẽ mở bằng tab manager lên xem. Đó, xem bằng tab manager nhé. Rồi, để sau khi mà tôi tham gia server đây, nè, nè, thấy cái lượng RAM chứ. Chắc là do máy tôi mạnh mà, tại tôi đang render cho nên nó vậy thôi. Rồi, bây giờ tôi sẽ sử dụng các lệnh sau, nha, bạn chú ý theo dõi. Rồi, lệnh đầu tiên thì ở dưới phần mô tả video sẽ để một số lệnh để anh em nhập vô nhé. Đầu tiên là lệnh đây là này, lệnh map. Rồi bạn nhắn nhớ cho mình nút M, nhớ cho mình nút M. Đây chỉ có gan sai mới được như vậy thôi mà, chỉ có gan sai thôi nhé. 4.0 là dòng lây đó. Đó, còn đây là cái đầu khỉ nha, đây, đây là đảo của anh sĩ để làm nhiệm vụ của anh sĩ để nhận một số vật phẩm phục vụ cho việc câu cá biển. Và ngoài ra nhận được viên cọc chai để đánh cua hoàng đế. Đây là đảo khỉ chứ là activity. Khi bạn đi biển có thể là gặp được cướp biển khỉ, cho nên là chúng sẽ cướp những gì trên thuyền của bạn nha, bạn lưu ý nha. Đó là cái đợt enemy, đây là khu là biển chủng sẽ thu thập những cái hạt bằng cách cho thuyền tông một cái hầm cây sẽ rơi là hạt của cây đại thụ. Thì chúng ta lấy hạt đó trồng về cái khu nào cảm thấy ok nhất, khu nào khu ao nước này, ở đây cũng được, nó sẽ mọc cây bảo quả. Khi có bảo quả thì chúng ta sẽ làm được cái trái cái xăm truy để phá thuyền, xăm truy để phá cái lỗ thuyền cách không được tìm vết đấy. Đó tác dụng của bảo quả. Như vậy có cái dịch của con GLM nha, chỉ để con GLM phải sống để phải tiếp tục nói là dịch để mà làm cái xăm truy. Ngoài ra nó sẽ chống nắng và là chống nắng này rồi còn cái nó khả năng chống nắng khá là tốt, việc tán cây nó là mát à, chống nắng tới 180%. Rồi đây gần sai nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chơi chơi sau chúng ta sẽ kiếm một cái kha cửa hải động ở đó để chúng ta xuống kiểm tra cái ổn định của server như nào. Đó thì kéo xuống tôi sẽ đi đây, đi tới đây nha. Rồi bạn nhập cho mình cái lệnh là free crafting để mở on lock mà mang free crafting. Đây là các lệnh chết cho nên chỉ sử dụng cho việc test nha. Rồi tốc độ chạy của nhân vật là 100%, cho nên chúng ta nhập cái lệnh speed muốn này tăng tới cấp 300% tốc độ chạy. Rồi bạn nhập enter, bạn thấy tốc độ chạy chứ. Đó nhớ kiếm ở để di chuyển nhân vật nha. Rồi bạn nhớ mình nhấn vào nút chống ngã ở dưới nút ESC có giống nút chống ngã, bạn nhớ để mà bạn lệnh nhập chip. Rồi bạn nhấn vào nút của tên nó sẽ cái lập lại lệnh. Rồi bạn nhớ để bạn enter để thi hành lệnh đó. Nhưng có số lệnh hơi bị ẩn vì vậy bạn nhấn bất kỳ chữ cái nào đó, rồi sau đó bạn xóa đi. Rồi để rồi mình nhấn enter để thi hành lệnh thì bắt buộc lệnh là phải đúng nó mới thi hành được cái lệnh đó nha. Rồi tiếp theo bạn nhập cho mình cái lệnh này để mà chúng ta có 40 hạt nha. Rồi bạn chuẩn bị chế cho mình 5 cái máy xe đất ở tab nhấn nút xe thì ở tab trồng trọt đó, ở tab rồi. Nói chung là mình có hướng dẫn bạn có bật một số mod là phần cá nhân thì chúng ta sẽ được vào tab lần thực, nhưng mà tìm ở tab chế tác mới nó khá là lâu nha. Rồi chúng ta nhờ tắt cao nhất giống nút vào tờ đó. Rồi bạn nhấn giữ nút shift rồi đi chịu hốt. Rồi sau khi mà xuống dưới này bạn nhớ vào đây SC bỏ tạm dừng ở chỗ đi, giờ tôi sẽ bỏ tạm dừng nha. Bây giờ bạn nhập vào cho mình lại đi học cho lệnh đó nữa rồi mở máy nhập tiếp cho mình cái lệnh C speed là 3.0 rồi nhấn em lên. Rồi đây là map của Gansai nha, chỉ có Gansai mới được như vậy nè, chỉ có Gansai mới được có được mặt bằng rất là lớn vậy. Và bây giờ tôi sẽ em một số màn hình ảnh của map không Gansai nha. Đây là cái ví dụ thứ nhất này, không Gansai thì bắt buộc kiểm tra phải như vậy, nó bắt buộc phải như vậy nha, anh em đo khoảng cách làm sao cho nó đúng như thế nào thì vậy nha. Rồi cái tiếp là thứ hai này cũng là map không Gansai nhé, nó không Gansai thì bắt buộc kiểm tra phải như thế nào thì vậy nè. Đó cái tiếp là cái map
tiếp theo mặt áo số 3. Đâu. Đó, ảnh này thì tôi bắt đầu chỗ nào sẽ lên nhá. Nói gì tới đây mày mới đủ làm đủ cái mặt bằng để làm ở nhà. Rồi. Rồi tiếp theo thì bạn nhấn cho mình nút ESC để mở lên này. Để nó chủ khôi phục là nó sẽ trở về cái ngày lúc buổi sáng, nó sẽ quay lập tức trở về buổi sáng của ngày 1 nha. Trở về cái ngày gần nhất. Rồi bắt. Tiếp theo là tái tạo thế giới để mà phá hủy thế giới hiện tại để render ra thế giới mới, thì khuyến khích các bạn mới làm server như vậy thì phải tái tạo thế giới một lần để nó render một thế giới khác. Một số bạn thường mà bật những mod sao, những mod lớn mà thấy cái dữ liệu mod nó không có hiển thị ra, là một số mod nó bật rồi mà không thấy cái mod nó có áp dụng lên đâu, vì chúng ta chưa tái tạo thế giới. Sau khi tái tạo thế giới thì toàn bộ những dữ liệu đang được ngủ yên sẽ được unlock hết và tiến hành render tất cả những dữ liệu của mod đó và tạo ra và kiến tạo ở thế giới này, ở thế giới mới. Và chúng ta sẽ chờ cái lệnh cái bản báo của bên MT Cable Symphorson nhé. Nó sẽ chờ cái hiện trở lệnh Symphorson lên. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một file backup để mà khôi phục, bởi vì chúng ta sẽ trở về ngày 1 để tất cả những người tham gia server của bạn ấy sẽ được công bằng về số ngày, công bằng về số tài nguyên mà họ thu thập được, vì thời tiết rất là khắc nghiệt cản trở cho việc họ farm và họ sinh tồn nhé. Rồi bây giờ các bạn cài đặt file cái tập PPP này, phải cập PPP này ở phần khôi phục và xóa cho mình nhé. Đó, bạn để tất cả chấm đi. Đó, bạn nhấn cái tập thế giới để nó áp dụng được. Rồi sau khi mà bạn connect xong này, bạn quay trở lại được thế giới thì sẽ trở về ngày 1 đi học lại luôn, để chúng ta nhắc nói để tiến hành làm file backup. Rồi bây giờ mà mở Windows Explorer thì bạn chỉ cập phần file document nhé. Phần file này, top start together, phần file đầu tiên này, đó, file của chúng ta, file của Cluster 2 thôi. Thì chúng ta nhấn sang add để Cluster 2 chấm ra. Đó, vì tôi sẽ xóa file Cluster 2, delete này, rồi phải dẫn ra, ở trên here. Một cái lưu ý là bạn kiểm tra đường dẫn nha. Đó, Cluster 2 sẽ mở rồi lập tức sẽ hiển thị cái file của master. Kiểm tra đúng đường dẫn này thì trong game nó sẽ hiển thị ra game đó, hiện lên này. Dựa vào điều này thì bạn có thể cứ chơi tới nhà máy thì bạn cứ cho nét ra một file và file ra nhé, thì có gì bất cứ phải khôi phục lại nhé. Lưu ý là khi bạn đang mở hai tab MT Log với MT Server biểu thì vui là bạn đóng đi, đóng hết tất cả mấy tab server đi thì bạn mới chạy được server gốc để áp dụng lên, là bạn nhắc kết nối rồi bạn quay sang bạn và nét ra file backup nhé. Như vậy tất cả dữ liệu sẽ được bảo toàn